Xin chào chị em chú bác quan tâm kia đi qua thôi nè. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác mình kilo 3 chiếc dành cho nữ, đều là hàng thụy sĩ, hàng mắc tiền cao cấp anh em nha. Và form thì rất là đẹp luôn em ha. Em bán giá hàng nữ giá cực tốt luôn ạ. Và hàng bên em thì là hàng này là hàng bao chạy anh em nha. Chuẩn hãng ha. Đặc biệt là bên em thay pin tốt cho mấy anh chị em mình ha, chứ không phải là thay pin hàng bao chạy thì em không thay pin kiểu như pin tàu để mình đều thử thôi ha. Anh em kế số bình luận xem thêm cái thông tin mà hàng bao chạy em có bảo hành trong vòng 7 ngày nha. Ví dụ chiếc này là chiếc Lenso ha, chiếc này của Thụy Sĩ Fitmate em nha, máy V8 luôn ha, ở đấy còn tem luôn, cực xịn luôn, thép đúc á, độ mới rất là cao anh em nha. Chung hàng bên em về lô rất là nhiều anh em ha, cho nên đặc biệt là các cái mẫu nữ nó có cái giá siêu tốt cho mấy chị luôn ha. Anh chị em mình quan tâm mẫu nữ vui lòng mà mình xem ha, nếu mình thấy nó ok á, có thể giới thiệu các chị khách nữ bên em, khách nữ rất là ít em nha, em cảm ơn rất nhiều ạ. Chiếc này là chiếc Lenso bán 500.000 nha, chiếc này dây nó 16 lần em ha. Em sắp về chiếc nữa nhưng mà không biết là cái size bằng hay là lớn hơn chiếc này ha. Nếu mà ấy thì bán cọc rất là ok. Chiếc này bán 500.000 thôi, Thụy Sĩ, Swissmade, còn rất là mới và đẹp luôn ha, cực mới luôn. Thậm chí mình kiếm cái hộp cũng có thể tặng được ha, tùy trường hợp nha anh chị em. Chiếc số 2 là chiếc Chalet Voguette. Chiếc này thì cái form là form tràn viền mà là hàng của Thụy Sĩ nữa em ha. Tràn viền mà máy Nhật cũng đã rất là mắc tiền nên mà Thụy Sĩ luôn, vàng ươm luôn ạ. Đấy còn tem ha. Size dành cho mấy chị thích size hơi lớn lớn xíu nha, size 31 ạ. Dây này thì mình tăng đưa thoải mái nha. Nước vàng nó cực đẹp luôn ha. Kính tràn viền thì gần như là mấy chị nào cũng thích tại vì nó rất là sang anh em ha, nhưng mà nó hay bị cấn bể về, nó ít khi nó được mới như chiếc này lắm anh em nha. Nước vàng còn quá đẹp luôn ha. Chiếc số 2 này em bán cũng 500.000 thôi nha. Chiếc số 3 là chiếc Forbel anh em ha. Forbel này, Forbel Thụy anh em nha. Forbel nó có nhiều máy Nhật lắm. Forbel cỡ tầm 50% là máy Thụy, 50% máy Nhật anh em ha. Chiếc này Thụy Sĩ, độ mới cũng rất là cao luôn và mặt nó là mặt có giác kim tuyến anh em nha. Siêu đẹp luôn, đồ mới rất cao nè em ha. Mấy cái mẫu Thụy Sĩ mình mua hàng si mà nếu mình mua được chiếc nó mới, nó sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt nè em ha. Tại vì hàng mới của nó cực kỳ là mắc luôn ạ, nó mắc hơn rất là nhiều nè em ha. Size 35.5. Đồ mới này thì quá cao luôn ha, ba chiếc quá cao luôn, giá từ 4 đến 500 ngàn thôi. Ok, anh chị em nên quan tâm mẫu nào vui lòng xem kỹ á, liên hệ số điện thoại 0768632039 nha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều ạ.